Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Tân An nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lập thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu. Điển hình đã khám phá nhanh vụ án trộm xe lưu có giá trị lớn thời gian gần đây. Lúc 17 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2023, Công an thành phố Tân An tiếp nhận tin báo tại ngã tư đường vành đai thành phố Tân An thuộc phường Tân Khánh xảy ra vụ mất trộm xe lưu, trọng lượng 10.000 kg, mua năm 2022 với giá 287 triệu đồng, đang thi công tại cầu Bảo Định, tuyến đường vành đai thành phố Tân An. Đơn vị thi công đường vành đai thành phố Tân An thì đầu xe lũ ở góc đường thì 67 giờ thì phát hiện được xe lũ bị mất, cho nên bên em đã trình báo cho cơ quan công an thành phố Tân An. Sau khi tiếp nhận thông tin xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, Ban Chỉ huy Công an thành phố Tân An đã phân công, chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường, trích xuất camera an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ mất trộm. Đã chỉ đạo cho lực lượng là cảnh sát hình sự kết hợp với đội kỹ thuật hình sự tiến hành xuống hiện trường, là tổ chức các hoạt động điều tra ban đầu. Qua hoạt động điều tra ban đầu thì lực lượng điều tra đã báo về có một vụ trộm cắp, là khả năng là đối tượng không xuất hiện ở hiện trường nhưng thuê mướn các phương tiện để vận chuyển chiếc xe lưu để đi tiêu thụ. Xác định đây là vụ án là thiệt hại tài sản tương đối lớn, cái công trình đang hoạt động trọng điểm, đã chỉ đạo tập trung truy xét theo cái hướng là di chuyển của là phương tiện, kết hợp đồng bộ với các cái biện pháp nghiệp vụ khác. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày phát hiện là một chiếc xe cẩu năng đang vận chuyển chiếc xe lưu về một cái vựa chia chai ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra phát hiện xe cẩu chở một xe lưu về hướng quốc lộ 1A. Lần theo dấu vết, lực lượng điều tra nhanh chóng phát hiện xe ô tô chở xe lưu đến một cơ sở bán phế liệu tại huyện Bến Lức. Đến 19 giờ cùng ngày, Công an thành phố Tân An đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Quang, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tạm trú đường Láng Tre Bầu Cò, ấp 7 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khi đối tượng đang bán xe lưu tại vựa thu mua phế liệu ở ấp 3 xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đối tượng là sử dụng điện thoại là điều xe năng để chở xe lưu vào bán, nhưng đối tượng chưa xuất hiện. Sau khi mà thống nhất giá cả rồi là đối tượng mới vào nhận tiền. Thì khi đối tượng vào nhận tiền thì bị anh em là bắt giữ. Thì đây là một trong những cái đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Khi xét hỏi, đối tượng Quang khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Nhưng với biện pháp đấu tranh cương quyết của lực lượng điều tra cùng với các chứng cứ sắc bén, cuối cùng đối tượng Quang đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe lưu tại phường Tân Khánh, thành phố Tân An, đem bán tài sản trộm được tại vựa phế liệu lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tôi gặp để chiếc xe lưu để cặp mé là lộ, điện kêu xe cẩu vô, nó cẩu đi bán phế liệu được 20 triệu, trả tiền xe chở thì hết 3,5 triệu, còn lại 16,5 triệu. Trước đó thì tôi trộm 2 chiếc xe cút á, là chỗ tôi thừa thì để cặp mé lộ, rồi tôi kêu xe cẩu, mướn xe cẩu chở cũng bán phế liệu. Thì đối tượng khai nhận đi rảo quanh các tuyến đường mà giờ là đang làm các công trình, thì thấy những cái tài sản nào mà giờ là bỏ mà không có người trông coi, đặc biệt là giờ là xe lưu và xe cuốc, thì đối tượng là giờ là yêu cầu là điện tới khu mà dịch vụ mà xe tải chở cẩu xe thì để kêu chở đến các nơi tiêu thụ gồm vựa phế liệu và bán ve chai. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hoàng còn thừa nhận thực hiện vụ trộm xe Kobe khác trên địa bàn thành phố Tân An. Cụ thể, ngày 2 tháng 5 năm 2023, đối tượng Hoàng điều khiển xe mô tô đi từ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An tìm tài sản là xe cuốc, xe Kobe
ở các công trình không người trông giữ để trộm. Khi đến ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, thì phát hiện trước sân nhà của một người dân có để một xe cuốc nên lấy trộm. Quang để điện thoại thuê xe cẩu chở đến dựa phế liệu không tên nằm trên đường tỉnh 830 thuộc ấp 3 xã An Thạnh, huyện Bến Lức, bán được 11 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Sau 2 tiếng đồng hồ thì cơ quan công an đã điều tra được vụ mất tài sản và tìm lại được tài sản, nên là công ty chúng em là rất là cảm ơn cơ quan công an thành phố Tân An đã nhanh chóng điều tra làm tìm được tài sản cho công ty. Có cái khuyến cáo người dân là giờ nên là bây giờ bảo quản cái tài sản của mình, dù là bây giờ những cái tài sản lớn hay là bây giờ là để đó, mà giờ chúng ta cũng cần phải có là những người trông coi và cất giữ. Chứ giờ chúng ta nghĩ là cái những cái tài sản mà giờ để ở trên cái khu vực đó là ngay cái đường là đông qua lại, cứ nghĩ là không có trộm cắp, nhưng mà thực chất là bây giờ các đối tượng nó cũng là tìm mọi thủ đoạn để nó gây án và nó thực hiện cái hành vi phạm tội của mình. Qua sự việc đó là chúng ta mọi người dân và phối hợp với chính quyền địa phương là mạnh dạn đấu tranh tố giác và truy bắt tội phạm. Chuyên đề an ninh quan kỳ này đến đây là hết. Để xem lại chuyên đề này, mời quý vị và các đồng chí vui lòng truy cập vào trang web công an.longan.gov.vn. Chuyên đề an ninh quan sẽ phát sóng lúc 19:45 ngày thứ ba, phát lại lúc 7:00 ngày thứ tư và 14:35 ngày thứ năm hàng tuần. Kính mời quý vị và các đồng chí đón xem. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.